Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ có clip unboxing Wheezy Vitamin. Thì vì mình chưa có một con Vitamin Tickleless nào nên mình sẽ mua một con. Mình đã có ở đây một con Moju Vitamin rồi. Thì mình mua thêm con Wheezy này nhờ. Thì muốn thấy các bạn Tickleless ra sao thôi. Chủ yếu là vậy. Ok, để unbox nó. Phần này vẫn là một cái hộp giấy bên trong. Là một cái hộp giấy như thường lệ. Thì con này là của hãng Wheezy. Giờ cùng hãng với cái con X-Men Tornado mình vừa unbox hôm nọ. Ok, đây chính là bản Stickerless. Hộp cũng khá là bự. Trong này chúng ta sẽ có con vitamin và một cái đồ dùng để vặn ốc trên nóc. Đây chính là nó. Đầu tiên về thì bản Stickerless rất là đẹp, rất thích. Ok, Freston. Cảm nhận đầu tiên của mình thì rất là trơn và không có cái tiếng click như là cái con Moju Vitamin của mình. Thì chúng ta sẽ thử kích cân nâng đó. Kích cân nâng cũng khá là tốt. Rất là trơn. Cái góc cũng, cái đỉnh cũng rất là trơn. Và có cảm giác rất là lick. Ok, thì mình chỉ biết vitamin như đó thôi. Cảm ơn các bạn xem clip. Nếu như bạn cần thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn về vitamin. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh mình để mình có thêm động lực làm clip. Bye.